Đài truyền hình Vĩnh Long trân trọng giới thiệu bộ phim truyện Đài Loan Nhân gian huyền ảo phần 3, câu chuyện Thiên công điểm Trạng Nguyên, với các diễn viên chính: Trần Kiến Long trong vai Khôi Tinh Trương Tấn Nguyên, Đoàn Tinh Huyền trong vai Huyền Nữ, Trương Duy Tích trong vai Thái Diệu Tông, Hoàng Tây Điền trong vai Ngọc Đế, Hứa Gia Vinh trong vai Cha Diệu Tông, Dương Thiếu Văn trong vai Long Ngao, Lưu Hiểu Ức trong vai Huyền Mỹ, Trần Ý trong vai Lưu Phụng Hoàng, Tiểu Hộ Đấu trong vai Lão Quan Lưu Minh Tài, Giảng Gia Dĩ trong vai Quan Khâm Sai, Dương Tính Tường trong vai Dương Đại Phú, cùng một số diễn viên khác. Sao hả? Bọn họ bị đuổi đi hết rồi. Ba bá à, công phu của bá đúng là lợi hại thiệt. Hey, vậy có là gì đâu, ta vẫn còn nhiều chiêu lợi hại hơn, nhưng mà chưa kịp sử dụng. Sao ngươi cứ bám theo ta hoài vậy? Bá bảo vệ con mà, con phải trả ơn chứ. Trả ơn hả? Ngươi hại ta bị như vậy chưa đủ thê thảm sao? Nhìn đi, mắt của ta bầm tím rồi. Ngươi đừng có làm ta xui xẻo là tốt rồi. Không cần phải trả ơn đâu. Con biết là con ngu, ngu tới nỗi hại mẹ con ngồi tù, ngu tới nỗi bị bắt nạt mà cũng không biết, ngu tới nỗi không có cách cứu mẹ con ra. Ngồi xuống đi. Nè, ngươi ăn trái đào này đi. Mẹ con đã dạy vô công bất thụ lộc. Nếu trước đây ngươi biết nghe lời thì tốt quá rồi. Đây nè, trái đào này không phải của ta nữa, ngươi lấy ăn đi. Mẹ con nói là mấy thứ người ta bỏ rồi không có được ăn. Mày đúng là ngu hết chỗ nói. Cứ như vậy mà sớm muộn gì cũng chết đói. Xem như trái đào này ta tặng cho ngươi ăn vậy được chưa? Wow, đào ngon thiệt á. Sao trái đào này ngon dữ vậy? Đào tiên ngon hơn đào này nhiều, không biết ngươi ăn mấy lần rồi. Ngọc Quang, nếu thần phạm lỗi thần sẽ nhận, nhưng bún đào thầm rất đáng thương. Người mau hạ chỉ cứu con của bà ấy đi Ngọc Quang à. Nếu không người sẽ làm bạo quân. Người là Ngọc Quang xấu xa nhất. Tên tiểu tử thôi, ngươi muốn chọc ta tức chết hả? Không dám. Cho dù người phải thần hạ phạm đầu thai cũng không thể che đậy hết chuyện sai trái của người làm. Thần còn muốn khuyên người, người phải mau chóng kiểm điểm lại bản thân, làm chuyện đúng đắn, đừng làm chuyện sai trái nữa. Nếu không sau này sẽ bị hàng ngàn hàng vạn người chửi mắng thậm tệ. Hey, rõ ràng cùng một người sao khác nhiều dữ vậy? Trước đây vô cùng thông minh lanh lợi, bây giờ ngu hết chỗ nói. Mặc dù hắn rất ngu ngốc, nhưng lại rất dễ thương đáng yêu, cho nên không làm cho mình tức giận. Bá bá à? Hả? Bá đang nói gì vậy? Ăn nhanh lên đi. Ồ. Kỳ lạ, A Cẩu đi đâu mất rồi? Hắn không có ở trong nhà, cũng không ra sạp canh bún gạo. Có khi nào hắn sợ bị bắt giam cho nên trốn rồi không? Đi đâu rồi? Các người nên nhớ, nếu lát nữa nhìn thấy ông già đó, lấy bao trùm lại, không được để ông ta có cơ hội biết không? Dạ. Đi. Nè, nghe tôi hỏi, có nhìn thấy A Cẩu nhà tôi không? Ở trong cái thôn này cũng có cô nương xinh đẹp như vậy sao? Tại sao mình không biết? Mình nhất định sẽ cưới cô ta làm vợ. À, cô nương gì ơi, A Cẩu là đồ vật gì vậy? Hắn không phải là đồ vật, hắn là cháu tôi nuôi. Trời ơi, hắn chính là Trương Tấn Nguyên. Ồ, cô nói là hắn à? Có thấy, có thấy, tôi có thấy. Cô tìm hắn có chuyện gì? Huynh hỏi nhiều như vậy làm gì? Mà nói cho tôi biết hắn ở đâu đi. Hồi nãy tôi đi chung với hắn, nhưng mà bây giờ hắn đi đâu tôi cũng không biết nữa. Hay là như vậy, cô không cần phải vất vả tìm, tới nhà tôi nghỉ ngơi, sau đó tôi sai người tìm hắn có được không? Nhưng mà tôi không quen biết huynh. Huynh có ý đồ gì phải không? Tôi có thể đảm bảo với cô, bất cứ ai nhìn thấy cô nương xinh đẹp như cô chắc chắn cũng sẽ có ý đồ. Nhưng mà tôi không giống như bọn họ, bởi vì tôi là một chính nhân quân tử. Đây là điều mọi người ai cũng biết. Chính nhân quân tử sao? Chính nhân quân tử đều rất là lạc hậu, chơi không vui một chút nào. Thì ra cô thích chơi à?
Vậy thì cô gặp tôi rất là may mắn rồi. Nhưng khi mà tôi chơi, tôi sẽ trở thành một lãng tử phong lưu. Chắc chắn là cô cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Có thật như vậy không? Ừ, tất nhiên là thật rồi. Người ta nói lãng tử phong lưu rất hiếm gặp. Đã gặp thì phải cố giữ lấy. Người đó chính là tôi. Không biết có bao nhiêu cô nương tranh giành lấy tôi. Tôi lựa tới lựa lui cũng chỉ lựa được 3 người vợ. Nhìn nè, đây là vết thương do 3 người vợ của tôi để lại trong lúc đánh nhau vì ghen tuông. Quynh đã cưới 3 người vợ rồi, lợi hại thiệt đó. Nếu như cô chịu lấy tôi làm chồng, sẽ là vợ thứ 4 của tôi. Hắn ta đúng là không biết xấu hổ. Đã cưới 3 người vợ rồi còn muốn cưới mình. Phải dạy hắn một bài học mới được. Được rồi, cô đồng ý rồi. Đúng vậy, tôi cũng muốn lấy Quynh để chơi với Quynh. Được. Vậy thì bây giờ tôi sẽ dẫn cô về nhà. Nhà tôi rộng lắm, cô thích chơi như thế nào thì tùy cô. Đi thôi. Mình đi. Tìm được rồi. Ngày mốt là ngày tốt. Chọn ngày này thành thân được không? Cái gì? Ngày mốt? Sao hả? Nhanh quá hả? Không phải đâu, chậm quá rồi. Trời ơi, sao phải tốn công chọn ngày cưới chứ? Tôi nghĩ hôm nay cưới đi. Hôm nay hả? Nè, hôm nay là đại hung. Tôi quan trọng hơn hay là ngày tháng quan trọng hơn? Ê, tất nhiên là cô quan trọng rồi. Thôi được, cô muốn hôm nay thì hôm nay. Lát nữa tôi sẽ dẫn hạ nhân đi mua đồ cần dùng cho lễ thành thân. Bây giờ cô về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ trở về liền. Còn nữa, tôi muốn Quynh thuê Kiều Lớn trước tôi về, nói với người nhà tôi. Nếu không tôi sẽ không lấy Quynh. Tất nhiên rồi, tôi chắc chắn sẽ làm cô nở mày nở mặt. Các người nghe rõ chưa? Theo ta đi mua đồ. Dạ. Vợ nhỏ mà đại phú muốn cưới. Ê, tin tức sao truyền nhanh quá vậy? Nhưng tôi nghĩ các cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải vợ nhỏ đại phú muốn cưới. Tôi chính là vợ lớn. Cô nói bậy, tôi mới là vợ lớn. Xem ra thì cô vẫn chưa phục. Ở đây có 4 ly rượu, chỉ có 1 ly tôi không bỏ độc. Còn 3 ly khác nếu uống vào sẽ chết ngay. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta thay phiên uống thay phiên chết. Nếu như 3 người chết, người còn sống sẽ là vợ lớn. Xung qua, người uống trước. Thật sao? Mụi không dám uống đâu. Mụi đi trước nha. Mụi không dám uống đâu, mụi đi trước nha. Ê, nè nè. Được rồi, chắc cô làm vợ lớn đó. Một đám ngu ngốc. Tôi đã bỏ vô quản tử vào rượu. Xung qua uống rượu, đương nhiên phải sùi bọt mép rồi. Cô ta không biết uống rượu, cho nên mới bị ngất xỉu. Các cô chạy cũng nhanh lắm. Nếu không thì xem tôi làm sao mà trừng trị các cô. Đâu rồi? Sao không thấy cô ta? Tôi cứ tưởng cô về rồi chứ. Giờ tôi đâu rồi? Bị tôi đuổi đi rồi. Hả? Sao hả? Quynh đau lòng à? Không phải, sao lại đau lòng? Mấy người họ suốt ngày cãi nhau phiền phức muốn chết. Tôi muốn đuổi họ ra ngoài lâu rồi. Nhưng mà cô làm rất tốt. Kể từ bây giờ tôi đã có cô rồi, bởi vì cô rất xinh đẹp. Biết vậy thì tốt. Phải rồi, tôi hỏi Quynh, những thứ tôi yêu cầu Quynh chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Kiệu hoa, nón, phụng, khăn che mặt tôi đã để ngoài cửa. Bây giờ chúng ta đi thay đồ. Lát nữa tôi về nhà với cô. Ừ. Các vị hương thân, Dương Đại Phú sẽ cưới Lưu Phượng Hoàng làm vợ. Mọi người hãy nhớ tối nay tới nhà uống rượu hỷ với chúng tôi nha. Dương Kiều, Phượng Hoàng tiểu thư tới nhà cô rồi nè.
Nè, cô định đi đâu vậy? Tới nhà rồi, đương nhiên phải vào nhà chứ. Đa tạ huynh nha. Nè, không được. Chúng ta... Cô làm vậy là có ý gì? Có ý gì hả? Tôi không muốn lấy huynh nữa. Không lấy tôi? Nè, ba người vợ của tôi đã bị cô đuổi ra đường rồi. Tôi tốn tiền thuê kiện qua đưa cô về đây. Giả lại, còn để cho mọi người biết tôi sắp cưới cô. Sao lại nó không lấy tôi? Cô chọc tôi chết phải không? Ê, huynh thông minh quá. Tôi muốn chọc ghẹo huynh đó. Tình háo sắc như huynh, ở nhà có ba vợ rồi còn chưa đủ, vẫn còn muốn cưới tôi sao? Loại người giống như huynh không biết tự lượng sức mình. Huynh đó, cho dù có đầu thai tới 10 kiếp cũng không đủ tư cách xách giày cho tôi. Cô... ai thèm lấy huynh chứ? À, được rồi, chưa từng gặp người xấu đúng không? Hôm nay tôi chắc chắn bắt cô về động phòng. Anh Trung An Phúc, bắt cô ta về. Dạ. Ai dám qua đây? Các người đúng là vô dụng à. Theo tôi về nha. To gan, cản hắn lại. Dạ. Ông ơi. À, đại nhân à, ngày ra rất đúng lúc. Cô ta... Ông à, hắn bắt nạt con. Hắn bắt nạt con à? Tôi... Ôi, con không bắt nạt người ta là ông đã tới miếu thắp nhang cảm ơn thần linh rồi. Con thiệt. Ân sư, người kia yên tâm đi, học trò sẽ xử lý chuyện này ổn thỏa. Dương Đại Phú, ngươi thật sự là quá to gan. Ngươi biết đây là ai không? Đây là cháu gái của quan tam phẩm triều đình. Ngươi ép cưới cháu của Lưu đại nhân, xem thường quốc pháp, đáng bị xử tội gì? Ngươi đâu? Dạ. Bắt hắn lại cho ta. Dạ. Không phải đại nhân à, quan ức quá, quan ức quá. Ngươi có cái gì mà quan ức? Nói. Tôi thật sự không muốn bắt cổ, không muốn cưỡng ép cổ đâu. Hồi nãy chính mắt ta nhìn thấy, ngươi còn chối tội à? Trời ơi, ngài nghe tôi nói đi. Cô ta đòi lấy tôi trước, bắt tôi thuê kiểu lớn đưa cổ về. Nhưng mà cuối cùng cổ nuốt lời không lấy tôi. Bởi vì tôi tức quá cho nên cô ta... Đại nhân à, ngài không biết là tôi đáng thương tới cỡ nào đâu. Ba người vợ của tôi đã bị cổ đuổi đi hết rồi. Hơn nữa lúc nãy tôi đã mời mọi người tới nhà uống rượu rồi. Đại nhân à, sau này làm sao mà tôi dám nhìn mặt người khác chứ? Ngài nhất định phải làm chủ cho tôi đại nhân à. Ngươi có chứng cứ hay không? Có, hạ nhân của tôi đều nhìn thấy, họ có thể lập chứng cho tôi. Mau quỳ xuống nói cho đại nhân nghe đi, mau lên. Đại nhân, tôi có thể làm chứng, những lời thiếu gia tôi nói đều là sự thật. Phải. Lần này rắc rối rồi. Phượng Hoàng ghẹo người ta trước, bây giờ bị người ta kiện ngược lại, theo quốc pháp phải trị tội Phượng Hoàng. Lần nào cũng gây rắc rối. Đây không phải là rắc rối, mà là chuyện nhỏ thôi. Dương đại phú, không phải tôi không muốn lấy huynh, tôi quên nói cho huynh biết, tôi đã có vị hôn phu rồi. Nếu như muốn lấy huynh, phải được huynh ấy đồng ý. Vị hôn phu à? Là ai vậy? Đó là Nguyễn lão gia Thái Diệu Tông. Phượng Hoàng à, con nói thật hay nói giỡn vậy? Đương nhiên là con nói thật. Ý của cô là? Im lặng nghe tôi nói. Nếu như huynh thừa nhận, hắn không còn gì để nói nữa. Dương đại phú, muốn tôi lấy huynh cũng được, chỉ cần vị hôn phu của tôi đồng ý hủy hôn ước, tôi sẵn sàng lấy huynh làm chồng. Này Diệu Tông à, con hãy mau nói tiếng phản đối đi. Dạ. Dương đại phú à, Phượng Hoàng cô nương là vị hôn thê của ta, ta không thể cho phép ngươi cưới cổ được. Chỉ vì một cô nương mà đắc tội với Quyền lão gia đúng là không đáng. Hôm nay bằng mọi giá phải nhẫn nhịn cô ta mới được. Đại nhân à, tất cả mọi chuyện đã rõ ràng rồi, mau xử tội tôi đi. Chờ đã, hung thủ giết người rõ ràng là thằng con ngu của bà ta. Các người không được giúp kẻ xấu. Tôi không làm theo ý các người đâu, bởi vì chiếc giày này chính là chứng cứ tốt nhất. Đại nhân, sao ngài có thể nghe một cô gái nói lung tung bậy bạ? Đừng để cô ảnh hưởng. Tôi nói rồi, Dương Viên Ngoại thật sự do một mình tôi giết, không liên quan tới bất cứ ai hết. Bà thật là... Đại nhân, ta có cách làm cho mọi người đây tâm phục khẩu phục. Ân sư có cách gì vậy? Đại nhân hãy truyền trương tấn nguyên vào đây, ta có thể chứng minh cho ngài thấy. Truyền trương tấn nguyên. Đi, đi mau. Quỳ xuống. Dạ mẹ à. Người đâu, lấy chiếc giày này đưa cho trương tấn nguyên mang thử. Mang thử đi. Đúng rồi, nếu như A Cẩu thật sự là hung thủ, hắn chắc chắn mang vừa chiếc giày này. Cô muốn làm gì vậy? Tôi đã nói không liên quan tới Tấn Nguyên, sao các người không nghe? Đại nhân, sự thật đã bại ra trước mắt. Trường Tấn Nguyên
vết máu dính trên chiếc giày này có phải của Dương Viên Ngoại hay không? Chiếc giày này là của ngươi, máu là của Dương Viên Ngoại. Kết quả đã quá rõ ràng. Điều này chứng minh tối hôm đó Trương Tấn Nguyên có ghé qua nhà của Dương Viên Ngoại. Đúng là Tấn Nguyên có tới nhà Dương Viên Ngoại, nhưng mà nó đi với tôi. Lúc tôi giết chết Dương Viên Ngoại, máu dính vào giày của nó, cho nên vụ án này hoàn toàn không liên quan tới Tấn Nguyên. Vậy thì trước đây ta hỏi bà đã có từng nhìn thấy chiếc giày này chưa? Tại sao bà lại không chịu nói sự thật? Bởi vì tôi lo lắng nếu như tôi nói ra, Tấn Nguyên của tôi ngu ngốc khờ khạo sẽ bị tôi liên lụy. Đại nhân, theo như lời ngài nói, phá án phải có chứng cứ. Bây giờ đã có chứng cứ rồi, nhưng còn thiếu lời khai. Để không phải sai sót như lần trước nữa, ta nghĩ cần phải dùng trọng hình mới được. Ân sư, chẳng lẽ cách hồi nãy người nói chính là cái này à? Từ xưa đến giờ, chế độ hình pháp luật lệnh có hiệu quả nhất định của nó. Bây giờ đã có nhân chứng vật chứng rồi, chứ còn thiếu lời khai, cho nên nhất định phải dùng hình phạt. Nhưng mà ân sư à, nếu như con dùng hình, bá tánh sẽ nói con là Quyền lão gia dùng hình ép cung đối với phạm nhân. Chuyện này ngài vì mẹ nuôi của mình mà dơ cao đánh khẽ, không sợ người ta nói ngài xem thường pháp luật hay sao? Nếu như có ai cố tình đi gặp hoàng thượng tố cáo như ngài, ngài sẽ trở thành đồng phạm. Đại nhân đã phê chuẩn rồi, dùng hình. Dạ. 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 Mấy người làm gì vậy? Để con tay vào đây. Mấy người làm gì vậy? Đại nhân quan ức quá. Đại nhân quan ức quá. Dùng hình. Dạ. À. Mấy người không được bắt nạt mẹ tôi. Mẹ à. Mẹ à. Tấn Nguyên, mẹ không sao đâu. Mẹ à. Mẹ đau tới nỗi chảy nước mắt luôn rồi còn nói là không sao. Mặc dù mẹ ngươi phạm tội, nhưng không đáng chết. Nếu như ngươi nhanh chóng thừa nhận Dương Viên Ngoại do ngươi giết chết, thì mẹ ngươi chắc chắn sẽ không sao. Tấn Nguyên, con không được nhận tội có biết chưa? Mẹ à, con xin lỗi. Cũng tại con không tốt nên đã hại mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Báo cáo đại nhân, phạm nhân xỉu rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. A Cẩu, ngươi còn không ai nhận tội. Tỷ tỷ, tỷ tỷ à, tỷ chắc chắn có cách khiến họ không bắt nạt mẹ của đệ nữa. Tỷ mau giúp đệ đi, mau giúp đệ đi mà. À. Cũng được thôi, ta có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi nhận tội, mẹ ngươi sẽ không sao hết. Tỷ tỷ. Ngươi, dừng tay. Tấn Nguyên, sao hả đồ xấu xí, tôi có nói sai không? Ê, kỳ lạ. Lần trước cô nhìn thấy tôi không phải rất hung dữ ngạo mạn như tôi sao? Sao bây giờ không nói gì hết vậy? Tỷ tỷ à, trước đây tỷ luôn giúp đỡ cho đệ, sao lần này tỷ lại tàn nhẫn tới như vậy? Nếu như muốn trách, phải trách ngươi nhận sai chủ. Ta đã nói, ta sẽ điều tra vụ án của Dương Viên Ngoại. Bây giờ ta đã tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi là hung thủ, đương nhiên ta phải tìm cách bắt ngươi nhận tội rồi. Đại nhân chỉ dùng hình với mẹ của hắn, dù có kẹp gãy 10 ngón tay của bà ta, hắn cũng không nhận tội đâu. Nếu để tôi xử án, tôi sẽ trực tiếp dùng hình với hắn, như vậy nhanh hơn. Cho dù hắn hay mẹ hắn đều phải bị bắt giam hết. Nhân lúc công đường đang bị Phượng Hoàng làm loạn, phải nhanh chóng bãi được, bảo vệ nghĩa mẫu trước đã. Mau giam phạm nhân vào tù, hôm khác ta sẽ xử tiếp. Bãi đường. Tại sao bãi đường ngay lúc này? Mẹ không à, à. Phượng Hoàng à, Phượng Hoàng, mẹ ơi, mới đúng đủ rồi mà. Mẹ không tay ra coi. Đủ rồi coi. Ngươi không được đi. Mẹ bắt giam ăn cậu mới đúng. Mẹ đủ rồi, đủ rồi. Ông tránh ra đi. Ê, ta không đi đâu, ta muốn ở bên cạnh của mẹ. Đại ca, bây giờ chúng ta không gặp được mẹ huynh, lỡ như nha đầu điên đó cô ta nổ điên, huynh cũng bị bắt luôn. Nha đầu điên đó đúng là vô pháp vô thiên, cô ta ganh tị, mụ xinh đẹp hơn cô ta nên mới thù dai, làm khó chúng ta. Đại ca, Quỳnh dẫn Tấn Nguyên về nhà đi, mụ sẽ tìm cách. Mụ tính đi đâu vậy? A Cẩu, A Cẩu khờ.
này chỉ mới là bắt đầu thôi. Ngày tháng thì khổ sở vẫn còn dài lắm đó. Cô tới đây làm gì? Tới làm mặt với tôi phải không? Không phải. Tôi tới để hỏi cô, hồi nãy cô nói không tha cho Tấn Nguyên, có thật hay không? Trước giờ tôi đã nói là làm. Tôi biết mục đích thật sự của cô không phải là muốn hãm hại Tấn Nguyên, mà hãm hại tôi. Nếu đúng thì đã sao? Mặc dù súc sinh phản bội tôi đáng ghét, nhưng những người cướp đồ của tôi thì đáng chết. Bây giờ tôi biết cô đã yêu A Cẩu rồi, sao tôi có thể để mất cơ hội tốt như vậy? Vậy thì cô có thể nhầm vào tôi, đừng làm khó Tấn Nguyên. Hơ, như vậy chơi đâu có vui. Cô không nghe người ta nói sao? Nỗi đau thật sự là khiến người khác sống không bằng chết. Cô yên tâm đi, một người ngu ngốc giống như A Cẩu cô cũng yêu. Tôi nghĩ cho dù hắn tắt thở rồi, tình cảm của cô dành cho hắn cũng không thay đổi phải không? Hai mắt của cô đỏ ngầu, muốn khóc hả? Tôi hiểu rõ loại người như cô đang nghĩ gì. Tôi càng kêu cô tha cho Tấn Nguyên thì cô càng không làm theo ý tôi. Đúng vậy, cho nên tôi nghĩ cô đừng tốn công tốn sức nữa. Bây giờ tôi sẽ nghĩ ra cách để đối phó A Cẩu, còn cô thì mau về nhà chuẩn bị gom xác hắn đi. Trời ơi, tại sao cô lại quỳ? Tôi muốn xin lỗi cô. Nếu như cô tha cho Tấn Nguyên, không làm khó Tấn Nguyên nữa, cô bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết. Tôi sẽ quỳ ở đây tới khi nào cô nghĩ ra cách hành hạ tôi mới thôi. Đúng như người ta nói, yêu tới nỗi mê muội luôn. Rồi, tôi không hiểu nổi. Tôi càng nhìn cô, càng thấy cô giống ma nữ. Tại sao A Cẩu gọi cô là tiên nữ chứ? Đúng là khờ khạo ngu ngốc. Mắt hắn có vấn đề rồi, không phân biệt được đẹp hay là xấu. Ê, nếu như tôi lấy con dao này làm như vậy với mặt cô, rạch hai phát, rồi kêu A Cẩu tới xem, chắc chắn biết đầu óc hắn có vấn đề không? Cô nghĩ có đúng không? Nếu như tôi để cho cô rạch mặt, cô sẽ tha cho Tấn Nguyên sao? Cũng có thể. Được. Thái Diệu Tông, lại là huynh. Phượng Hoàng à, cô muốn làm gì ta cũng có thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng mà ta không cho cô bắt nạt quyền nữ của ta. Buông tay ra. Quyền nữ, chúng ta đi. Thái Diệu Tông, huynh chán sống rồi phải không? Huynh dám đẩy tôi, đã vậy còn không đỡ tôi đứng dậy. Tay của huynh có sao không? Không sao đâu. Vậy tay của Bún Gạo Thẩm đã đỡ đau chưa? Cô cứ yên tâm đi, ta đã nhờ đại phu trị thương cho nghĩa mẫu của ta. Cô nói với Tấn Nguyên, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nghĩa mẫu, kêu hắn đừng lo lắng. Còn vụ án Dương Dương Ngoại, ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách để cứu nghĩa mẫu. Cứu bằng cách nào chứ? Tôi nghĩ hồi nãy huynh không nên vì tôi đắc tội Lưu Phượng Hoàng. Bởi vì huynh làm như vậy, chắc chắn sẽ làm cho Lưu Phượng Hoàng tức giận hơn. Như vậy sẽ càng gây bất lợi cho Bún Gạo Thẩm và Tấn Nguyên. Ta không nghĩ nhiều như cô được đâu. Lưu Phượng Hoàng muốn bắt nạt ai cũng được, nhưng mà nếu như bắt nạt cô, ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đi thôi, chúng ta về xếp thuốc. Vô duyên vô cớ đắc tội với phu nhân tương lai của Huyện Lão Gia. Nếu như mình không nhanh chóng xin lỗi Huyện Lão Gia thì sớm muộn gì hắn cũng tìm mình trả thù. Quyền nữ à, cô đừng nghĩ rằng Lưu Phượng Hoàng chính là Dương Pháp. Ta nói cho cô biết, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách trả lại trong sạch cho Bún Gạo Thẩm. Và còn Tấn Nguyên nữa, ta cũng sẽ làm cho hắn bình an vô sự. Lạ thật, chẳng lẽ cô không tin ta làm được hay sao? Đương nhiên là tôi tin huynh rồi. Nhưng nếu như Lưu Phượng Hoàng cố tình hãm hại Tấn Nguyên, cho dù không có vụ án của Dương Viên Ngoại, cô ta cũng tìm cách khác. Diệu Tông, tay huynh còn chảy máu kìa. Ủa, sao Thái Diệu Tông lại tới đây? Vừa nhắc tới đã gặp. Người đang nắm tay hắn hình như không phải là Lưu Phượng Hoàng, mà là Lý Quyền Nữ.
mình phải qua đó coi thử. Ta biết là cô tốt bụng, cho nên cô không thể bỏ rơi Tấn Nguyên. Nhưng mà trong lúc cô chăm sóc Tấn Nguyên thì để ta bảo vệ cô có được không? Quyền nữ, chẳng lẽ thời gian qua cô không biết tình cảm của ta dành cho cô sao? Diệu Tông, đa tạ ý tốt của huynh, tôi có thể tự bảo vệ mình mà. Quyền nữ, Dư Đại Phú, ngươi trốn ở trong đó làm gì? Trời đất ơi, làm gì có. Không phải là tôi trốn đâu, mà chỉ đi ngang qua đây. Ngài xem, hôm nay tôi sai người đi lọc cảng mua bánh qua Quế để tạ lỗi với ngài. Lần trước tôi có mắt mà không trồng, đắc tội với Phượng Hoàng tiểu thư. Tôi cảm thấy rất có lỗi. Tôi không thể ngờ đi giữa đường lại thấy ngài nắm tay cô nương khác. Đại nhân à, ngài yên tâm đi, đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, rất bình thường. Tôi sẽ không nhiều chuyện, sẽ không để cho ngài khó xử với Phượng Hoàng tiểu thư đâu. Tại sao chuyện gì cũng phải nói cô ta nghe? Cô ta là vị hôn thê của ngài, ngài quên rồi sao? Đại nhân à, trí nhớ của ngài quá kém rồi. Dương đại phú, tôi chỉ xử lý vết thương cho Diệu Tông thôi, xin huynh đừng nói bậy. Tôi nói bậy bạ hay là hai người lén lút hẹn hò, tôi cũng không biết chắc đâu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Diệu Tông, không còn sớm nữa, tôi muốn về nhà. Quyền nữ, quyền nữ. Trời ơi, đại nhân à, ngài yên tâm đi. Phụ nữ mà thì giả bộ giận dỗi thôi, đâu có gì đáng sợ đâu. Giống như ba người vợ ở nhà tôi, lúc đầu cũng hống hách ngạo mạn, sau đó tôi thể hiện khí phách của nam tử hán, người nào người nấy ngoan ngoãn như mèo con, không dám rời xa tôi. Có điều tôi không thể ngờ Phượng Hoàng tiểu thư rất khó đối phó. Sao mà ngài dám hẹn hò với người khác sau lưng cô ta vậy? Dương đại phú, bây giờ ngươi nghe rõ đây, ta và Lưu Phượng Hoàng không có quan hệ gì hết. Hôm đó ta nói ta là vị hôn phu của cô ta cũng là vì ngươi không buông tha cô ta đòi cưới cô ta làm vợ. Hả? Vậy là hôm đó ngài và cô ta cố ý diễn kịch để gạt tôi sao? Không cần nghĩ cũng biết, Lưu Phượng Hoàng đó thô lỗ hung dữ, sao ta có thể thích cô ta được chứ? Đại nhân à, ngài hãy nhớ những gì ngài nói, ngài không thích Phượng Hoàng tiểu thư đó nha. Vậy bây giờ theo ý ngươi, ngươi định làm gì? Trời ơi, tôi thì dám làm cái gì? Đương nhiên là hưởng phúc của đại nhân ban cho rồi. Đại nhân à, những thứ mà đại nhân bỏ đi, tôi sẽ đem về nhà bảo quản cẩn thận. Càng nói càng kỳ cục, không thể hiểu nổi. Nè. Lần này ông trời đã giúp mình rồi. Thì ra là hắn ta không có tình cảm với Lưu Phượng Hoàng. Ông à, ông tìm con có chuyện gì? Phượng Hoàng à, ông có nhờ thợ mai ta lấy sổ đo của con nè. Lấy sổ đo làm gì chứ? Con có nhiều quần áo rồi, không cần may nữa đâu. Khoan con à. Phượng Hoàng, ông muốn may áo đi cho con mặc trong lễ thành thần với Diệu Tông đó mà. Giờ con đồng ý lấy Diệu Tông rồi thì ông sẽ nhanh chóng tìm ngày tốt để tổ chức lễ thành thần cho hai đứa nha. Ân sư. Diệu Tông, con về đúng lúc đó, ta đang định sai người đi tìm con nè. Sư phụ à, tân nương tân lang về hết rồi, lấy sổ đo của tụi nó đi. Dạ, ở đây để tôi đo. Diệu Tông à, con bị sao vậy? Ân sư, lượng thứ cho học trò không xứng với Phượng Hoàng cô nương. Trước đây con luôn muốn tìm cơ hội, tìm thời cơ thích hợp để mà được nói rõ ràng với ân sư. Con và Phượng Hoàng cô nương vốn dĩ không hợp nhau, nhưng mà vì thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện cho nên con mới kéo dài tới bây giờ. Rất mong ân sư không trách con. Con nói sao? Không phải con đứng trước mặt mọi người thừa nhận là Phượng Hoàng là vị hôn thê của con hay sao chứ? Con... Ân sư, bởi vì con muốn giúp Phượng Hoàng cô nương thực hiện ý đồ để cho Dương Đại Phú không bám theo cổ nữa, cho nên con mới nói như vậy. Thái Diệu Tông, huynh nên biết là cưới hay là không cưới, chỉ có tôi mới được quyền quyết định, không phải là huynh. Ân sư, học trò không cố ý làm trái ý của ân sư. Thật ra là vì con nhậm chức quyền lão gia chưa được bao lâu, chưa lập được thành tích gì, cho nên không dám cưới vợ. Ý của học trò đã quyết rồi, rất mong ân sư lượng thứ cho. Thái Diệu Tông, tôi chưa kịp chê huynh, huynh đã dám chê tôi rồi. Trên đời này chỉ có Lưu Phượng Hoàng này được sỉ nhục người khác, không có chuyện người khác sỉ nhục tôi. Món nợ này tôi chắc chắn đòi lại. Tấn Nguyên, trễ rồi, đi ngủ thôi. Không ngủ, mỗi lần nhắm mắt đều là nhìn thấy cánh tay của mẹ bị đau để không ngủ được.
chiều nay Diệu Tông nói với muội, Quỳnh ấy nhờ đại phu khám cho mẹ của Quỳnh rồi. Quỳnh đừng lo lắng nữa mà. Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ coi đi, tối nay trăng tròn lắm đó. Trước đây mỗi khi trăng tròn, mẹ đều kể cho đệ nghe chuyện của Hằng Nga. Hằng Nga là một tiên nữ rất đẹp và dễ thương. Tỷ biết Hằng Nga đẹp cỡ nào không? Đẹp cũng cỡ tỷ đó, nhưng mà Hằng Nga hiền hơn tỷ nhiều. Khôi Tinh, muội đi theo Quynh từ thiên đình xuống trần gian, khó khăn lắm mới được ngồi cạnh Quynh như bây giờ vậy. Nhưng nếu như lần này muội không thể giúp Quynh thoát khỏi kiếp nạn mà phụ dương đã nói, muội biết đi đâu để tìm Quynh đây? Tỷ tỷ, có phải câu chuyện đệ kể dở lắm không? Tỷ đừng có khóc nữa. Hả? Tỷ đừng có tức giận, đừng có tức giận mà. Đừng có phạt đệ, treo đệ lên cây giống như lần trước nữa, đệ sợ lắm. May quá, may quá, tỷ không có giận. Tỷ làm đệ giật mình à. Tiên nữ tỷ tỷ, mẹ của tỷ đâu có bị bắt giam, sao tỷ lại khóc? Tỷ rất xinh đẹp, tỷ không được khóc, không được tức giận. Trước đây mỗi lần đệ khóc, mẹ đệ đều dỗ đệ nín. Hay là như vậy đi, để đệ dỗ tỷ, không để cho người khác bắt nạt tỷ. Ha. Quynh thương, thương thương. Quynh nói tỷ muội muội bắt nạt muội, Quynh bắt nạt muội mới đúng đó. Đúng vậy, chỉ có Quynh mới được bắt nạt muội. Sau này nếu có ai bắt nạt muội cứ nói cho Quynh biết, Quynh sẽ trừng trị cái đó. Nè, Quynh đang làm gì vậy? Quynh đang rảnh nên giặt đồ giùm muội thôi. Nếu muội giặt đồ một mình, biết bao giờ mới xong chứ. Sao lại nhìn Quynh vậy? Mau giặt đồ đi. Thương, đừng có khóc nữa. Khôi Tinh, trước đây chỉ có Quynh bảo vệ muội. Dù bây giờ vị trí của chúng ta đã đảo ngược lại, nhưng mà muội không thông minh giống như Quynh. Khôi Tinh, Quynh có thể nói cho muội nghe, nói muội nghe muội nên làm gì có được không? Cái gì? Quạt hả? Tỷ nóng hả? Được, để có cách rồi. Tiên nữ tỷ tỷ à, lúc tỷ cười nhìn đẹp lắm đó. Tỷ có biết không, chỗ này của đệ nè, từ khi mẹ đệ bị người ta bắt đi, giống như là bị kiến cắn. Kiến cắn đau dữ lắm. Nhìn thấy tỷ cười à, để hết đau rồi. Thần kỳ thiệt. Được rồi, muội sẽ không khóc nữa. Nhưng mà Quynh cũng phải hứa với muội, Quynh nhất định phải tin Diệu Tông có cách cứu mẹ của Quynh ra ngoài. Đừng lo lắng nữa có được không? Phượng Hoàng cô nương, tôi thật sự không ngờ hôm nay cô chịu để tôi dẫn cô đi chơi. Cô muốn đi đâu, tôi sẽ dành cả ngày cho cô. Lý Quyền Nữ. Nè, Phượng Hoàng cô nương, cô có biết không, hôm qua tôi đi trên núi thấy cô ta và Thái Diệu Tông nắm tay nhau đó. Tỷ tỷ. Tấn Nguyên. A Cẩu, từ khi người đổi chủ nhân, ngươi trở mặt nhanh thật đó. Ta nghĩ có lẽ ngươi không nhớ ta đã từng nói, nếu ta không trút hết bực tức ra ngoài, ngươi và mẹ ngươi đừng có mơ sống yên. Nói không chừng lần sau ta sẽ kêu người kẹp ngón chân của mẹ ngươi. Đừng mà tỷ tỷ à, tỷ đừng bắt nạt mẹ của đệ. Làm sao đây, đệ đã hứa với mẹ của đệ phải nghe lời tiên nữ tỷ tỷ rồi. Hay là vậy đi, bây giờ tỷ kêu đệ làm cái gì đệ cũng làm hết, đừng có tức giận mà. Tấn Nguyên, đừng có sợ cổ, mẹ Quynh đang được Diệu Tông chăm sóc đó, đừng nghe cô ta nói bậy mà. Được rồi, nếu như bây giờ ngươi đánh tiên nữ tỷ tỷ cho ta xem, vậy thì ta sẽ không kêu người kẹp ngón chân của mẹ ngươi nữa. Đệ không dám, đệ không dám làm vậy. Không dám? Vậy bây giờ ta về nhà kêu người kẹp gãy ngón chân của mẹ ngươi. Đừng mà, tỷ tỷ à, để đệ tự đánh mình vậy. Đệ tự đánh mình, tỷ đừng có kẹp ngón tay ngón chân của mẹ, để đệ tự đánh mình. Tấn Nguyên, cô ta chỉ hù Quynh thôi, đừng tự đánh mình mà. Ngươi bị điếc có phải không? Ta kêu ngươi đánh cô ta chứ không phải là đánh ngươi. Phượng Hoàng tiểu thư à, hắn không dám đánh đâu, để cho tôi. Anh đừng đánh, đừng đánh mà, đừng đánh, dừng lại đi. Tấn Nguyên. Tấn Nguyên.
làm gì vậy? Cái tên ngu ngốc này dám cắn ta sao? Nhưng đại phu, cái thật là đồ vô dụng. Ngươi đừng có suốt ngày mà gọi mẹ ơi nữa. Mẹ ngươi ngồi trong tù cũng là do đứa con ngu ngốc như ngươi. Kẻ bất hiếu sẽ bị lôi công đánh chết, ngươi có biết không? Ta thấy ngươi thua xa loài súc vật cầm thú. Tôi không ngu ngốc, tôi không có hại mẹ tôi. Dương đại phú, quỳnh mau bỏ chân ra đi. Cô im nghe đi. Rõ ràng là do ngươi hại. Phượng Hoàng tiểu thư đã nói cho ta nghe hết rồi. Vì mẹ ngươi muốn bảo vệ ngươi nên mới ngồi tù cho ngươi. Dương đại phú, quỳnh đừng có khiếp người quá đáng nha. Bổn tiểu thư đang dạy người, ai cho phép cô xen vào chứ? Tấn Nguyên, tránh ra đi. Tấn Nguyên à, ta cảm thấy tội nghiệp giúp cho mẹ ngươi. Cả đời bán canh bún gạo nuôi ngươi khôn lớn, cuối cùng thì sao? Già rồi mà phải ngồi tù vì đứa con bất hiếu như ngươi. Biết trước là như vậy, tha rằng bà ta nuôi heo nuôi chó còn tốt hơn là nuôi ngươi. Nghĩ coi, ngươi có ngu không? Ngươi có phải là đồ ngu không? Tại sao tôi lại ngu như vậy? Tại sao tôi không thể làm tốt chuyện gì hết? Nếu như tôi không ngu thì mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này. Cũng tại tôi ngu, cũng tại tôi ngu hết. Ta nói tới nỗi khô nước miếng, cuối cùng thì ngươi cũng biết ngươi ngu rồi chứ gì. Khôi tình hống hách ngạo mạn như ngươi lại để người ta đạp lên đầu. Không được, không thể nhịn được nữa. Nếu không ta sẽ bị khổ nhục kế của khôi tinh lừa gạt. Ta... Nhưng mà sao tự nhiên lại rơi nước mắt vậy? Phụ quà tử thư à, trời mưa rồi. Còn không biết dẫn tôi đi trú mưa. Dạ, tôi dẫn cô đi trú mưa. Tiểu tử thú này, hôm nay ta tha cho ngươi. Nếu lần sau ta gặp sẽ không giống như hôm nay đâu. Còn không đi mau. Tới liền, mình đi. Tấn Nguyên à, huynh có sao không? Tại đệ không tốt, tại đệ ngu ngốc, đệ hại mẹ đệ. Tấn Nguyên à. Phải lột khô nước mắt, nếu không thì để chúng ta nhìn thấy họ sẽ cười nhạo nô tài khóc lóc yếu đuối như đàn bà. Bà, tiểu tử ngu lại tới rồi. Bà có biết trên đời này ai là người lợi hại nhất không? Chính là ta nè. Bà không phải đâu, bà gạt con. Ngươi quên rồi sao? Lần trước mấy kẻ đó bị ta đánh tơi bời. Trên đời này không có chuyện gì mà ta không làm được hết trơn hết trọi à. Được, làm cho con thông minh hơn. Khó lắm ta mới biến người thành kẻ ngốc, bây giờ đồ thông minh hơn hả? Vậy mà bá nói là mình lợi hại. Lần trước con kêu bá giúp con cứu mẹ con, bá không giúp. Lần này kêu bá làm cho con thông minh hơn, bá cũng không giúp. Bá cũng giống mấy người đó thôi, chỉ biết cười nhạo con ngu. Mọi người ai cũng rất thông minh, tại sao không có ai chịu giúp con cứu mẹ con hết vậy? Ồ, mục đích ngươi muốn thông minh là chỉ muốn cứu mẹ ngươi. Nhưng ta thật sự không giúp được. Thôi đừng khóc nữa. Con không nói chuyện với bá nữa. Mẹ con đã nói, những người gạt con nít đều là người xấu, đều là kẻ xấu hết. Bá không giúp con cũng không sao, con sẽ tự tìm, tiếp tục tìm, tìm cho tới khi tìm được người chịu giúp con cứu mẹ con mới thôi. Nói tới gạt con nít, ta đường đường là Ngọc Hoàng, ta nói được chắc chắn sẽ làm được. Ta không thể để tiểu tử ngu ngốc này xem thường được. Có rồi. Ta biết ngay mà, cái đầu này của ta thông minh hơn khôi tinh. Tiểu tử ngốc, ta vẫn chưa nói người nghe xong, người đã khóc thảm thiết rồi. Mau quay lại đi, nếu không thì ta sẽ không nói cho người biết làm sao để thông minh và cách để cứu mẹ của người đó. Bà nói đi, bà mau nói đi. Lần đầu tiên thấy hắn nhìn ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trước đây hẹn một chút, hắn dùng trí thông minh cãi chài cãi cối gì mà kêu ta nhất định phải nghe lời hắn. Bây giờ đổi lại hắn phải nghe lời ta rồi, vậy thì tốt. Ta nhất định phải nắm bắt cơ hội, nói thêm vài câu, nếu không thì tiếc chữ lắm. Ba ba à? Hả? Ba nói cái gì vậy?
Bác không được gả con nữa đó. Đừng có nôn nóng, vẫn chưa bắt đầu đâu. Thật ra ngươi không nên tự ti, không phải là ngươi ngu mà ngươi không có trí tuệ. Bởi vì trí tuệ của ngươi cũng giống như trái tim ngươi. Mọi người đều biết, nếu một người không có trái tim chắc chắn sẽ chết đó. Nhưng mà rau muống mà con thích ăn nhất cũng đâu có tim, nó vẫn sống đó thôi. Ngươi thiệt là ngu ngốc, còn bắt bẻ ta sao? Được rồi, ta nói đơn giản cho ngươi nghe. Nếu như ngươi muốn cứu mạng của mẹ ngươi, ngươi cần phải tìm ở trên đầu. Tìm ở trên đầu, tìm ở trên đầu, tìm ở trên đầu. Ba ba à, ba nói rõ hơn chút có được không? Đại ca, đại ca, Quỳnh ở đâu vậy? Quỳnh ở đâu vậy? Long Ngao phiền phức tới rồi, mình phải chạy mau thôi. Nếu không để hắn biết được ta giúp chủ nhân của hắn, ơi vậy thì mất mặt với hắn lắm. Nè, ta nói người biết nè, cách ta đã nói người nghe, làm sao cứu mạng của mẹ ngươi á, ngươi phải nhớ thật kỹ. Ta đi trước nha. Đại ca, đại ca, đại ca, cuối cùng đệ cũng tìm được Quỳnh rồi. Hồi nãy Quỳnh nữ nói với đệ Quỳnh bị người ta bắt nạt, đừng sợ đừng sợ, đệ sẽ bảo vệ Quỳnh. Quỳnh có sao không vậy? Quỳnh nữ rất quan tâm Quỳnh. Phải tìm ở trên đầu Quỳnh. Tìm ở trên đầu không là phải sao? Không phải, đại ca tìm trên đầu cái gì? Ôi trời ơi, đừng có vừa ngu ngốc vừa bị điên khùng nha. Không được không được, đệ phải dẫn Quỳnh về nhà để Quỳnh nữ xem thử con Quỳnh có bị điên không. Đi nhanh lên. Hả? Về. Tấn Nguyên làm sao vậy? Trên đường về nhà Quỳnh ấy liên tục nói nhảm, nói cái gì tìm ở trên đầu, tìm ở trên đầu. Không biết Quỳnh ấy muốn tìm cái gì ở trên đầu. Tôi sợ Quỳnh ấy bị đánh tới nổi điên rồi. Tấn Nguyên, Quỳnh sao vậy? Tấn Nguyên, Quỳnh làm sao vậy? Sao Quỳnh lại soi gương? Tỷ tỷ à, tỷ mau coi trên đầu đệ đi, có nhìn thấy cái gì không? Đầu của Quỳnh có sao đâu. Đệ nhìn đầu của đệ, bởi vì trên đầu của đệ chắc chắn có cách cứu mẹ của đệ. Một bá bá đã nói cho đệ biết như vậy. Bá bá? Bá bá nào vậy? Đệ bị bắt nạt, bá bá đuổi kẻ xấu đi. Đệ nói tỷ biết, đừng có xem thường bá bá vừa lùn vừa già đó. Công phu của bá rất lợi hại. Trên đầu, trên đầu. Lùn lùn già già. Long Ngao, đã từng thấy ai như vậy chưa? Chưa thấy. Chắc chắn người ta thấy Quỳnh ấy khờ quá nên nói cho vui, nhưng Quỳnh ấy lại tưởng thật á. Nhưng ta cảm thấy lạ lắm. Lùng lùng già già, công phu rất lợi hại. Có phải là... Không thể nào là ông ấy đâu. Ông ấy đâu có tốt vậy. Vì ông ấy không tốt nên ta mới lo lắng đó. Nếu thật sự là ông ấy chắc chắn làm loạn rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tấn Nguyên. Con, Tấn Nguyên, con tới đón mẹ về nè. Con khờ quá à. Mẹ bị giam trong này làm sao mà về nhà được. Con lo mẹ ăn không ngon ngủ không yên có phải không? Mẹ thấy con ốm lắm rồi. Mẹ ơi, bây giờ mỗi buổi tối mẹ không hát ru con ngủ, con không cách nào ngủ được. Tấn Nguyên, những chuyện mẹ đã dặn con làm, con có làm được không? Được. Nhưng mà tiên nữ tỷ tỷ nói, nếu con kể cho tỷ tỷ nghe mọi chuyện, tỷ sẽ nghĩ cách cứu mẹ ra ngoài. Mẹ ơi, con kể tỷ tỷ nghe được không? Không được đâu. Bởi vì lúc đầu con phản bội lời hứa với mẹ, kể cho Diệu Tông nghe mọi chuyện, cho nên mẹ mới bị giam ở đây. Lỡ như con cho người khác biết, mẹ sợ sau này con không được gặp mẹ nữa. Hả? Vậy thì con sẽ đi tìm Diệu Tông, kêu Diệu Tông phải quên tất cả mọi chuyện đi. Như vậy mẹ sẽ không sao nữa. Tấn Nguyên, Tấn Nguyên. Quỳnh nữ. Quỳnh nữ, muội ở lại dưới bún gạo thẩm, Quỳnh sợ đại ca làm loạn, Quỳnh đi theo xem thử ha. Bún gạo thẩm à? Đêm Dương Viên ngoại bị giết, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm kể con nghe có được không? Như vậy thì con mới nghĩ ra cách cứu thẩm ra ngoài được. Không cần cứu đâu. Như lời tôi đã nói, Dương Viên ngoại bị một mình tôi giết. Tôi không sợ hỏi cung, tôi cũng không sợ xử trảm. Điều bây giờ tôi lo lắng
đó chính là tôi không thể hoàn thành tâm nguyện. Quyền nữ, có chuyện rất quan trọng, tôi phải nhân cơ hội được gặp cô, hỏi cô thật rõ ràng mới được. Cô ở nhà tôi cũng được một thời gian rồi, lý do cô ở nhà tôi lâu như vậy có phải vì cô thích Tấn Nguyên không? Quyền nữ, bún gạo Thẩm à, Thẩm đang làm gì vậy? Quyền nữ, tôi chết cũng không sao, nhưng mà tôi chỉ lo cho Tấn Nguyên của tôi sau này sống một mình. Bún gạo Thẩm à, Thẩm đừng lo lắng quá, Tấn Nguyên có con sẽ chăm sóc huynh ấy mà. Chỉ chăm sóc thôi chưa đủ, nó là đứa con trai duy nhất của nhà họ Trương. Cô có thể thương hại tôi đồng ý lấy Tấn Nguyên hay không, giữ hương quả nhà họ Trương giùm tôi, như vậy tôi mới có đủ can đảm đi gặp tổ tiên nhà họ Trương chúng tôi.